Xin chào đón tất cả các bạn đã đến với bữa trưa vui vẻ của VTV6 Đài truyền hình Việt Nam. Và như thường lệ, bên cạnh tôi luôn luôn có một người bạn đồng hành, đó là Su đẹp trai. Wow, tôi đầy tự tin khi đứng cạnh Su đẹp trai, bởi vì chúng ta có một cái chiều cao khá là lý tưởng, đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, qua những bật mí với tất cả các bạn về khách mời chúng ta ngày hôm nay, thì ở trong nhà hàng chúng tôi đã bố trí hai chiếc ghế, một chiếc ghế thấp và một chiếc ghế cao. Đương nhiên chiếc ghế cao sẽ dành cho tôi và chiếc ghế thấp thì sẽ dành cho khách mời chúng ta chân dài. Và không hiểu tại sao mà cứ đến một cái buổi nào đó mà tôi đến thăm nhà hàng của chúng ta thì là tiếp một khách với một cái chiều cao rất là lý tưởng đối với tất cả khán giả truyền hình. Xin được giới thiệu và chào đón đến với bữa trưa vui vẻ ngày hôm nay, siêu mẫu Hà Anh. Xin chào bạn. Xin chào bạn, bạn khỏe không? Xin mời bạn ngồi khỏe. Nào. Wow, thực ra thì nói vậy thôi, bây giờ chúng ta điều chỉnh ghế làm sao cho nó phù hợp với chiều cao, đúng không ạ? Em trình để chỉnh lên anh được rồi. Rồi. Ok. Hà Anh này, hôm nay thì chủ đề của chúng ta xuyên suốt sẽ là lạc quan, yêu đời, vui vẻ, để chúng ta có một cái bữa trưa thật là vui vẻ này, ấm cúng. Và đây là cái lần chúng ta sẽ phải chào đón Hà Anh quay trở lại, bởi vì Hà Anh đã từng xuất hiện trong bữa trưa vui vẻ của chúng ta một lần rồi. Dạ. Cái cảm xúc cái hồi đó với bây giờ của bạn là như thế nào? Cảm xúc em, Hà Anh thấy rất là vui khi quay trở lại chương trình, bởi vì đây là một trong những chương trình mà Hà Anh đến là anh cười nhiều nhất. Một chương trình không cảm thấy là căng thẳng một chút nào, bởi vì là lần trước Hà Anh đến Hà Anh được quấn nem này, rồi ăn bánh chưng này, rất là nhiều thứ vui, nên là Hà Anh hồi hộp không biết là ngày hôm nay sẽ còn được làm những cái gì nữa. Hôm nay thì chắc chắn là bạn cũng sẽ vui như vậy và cũng sẽ có những cái món ăn khác nhau để dành tặng cho bạn. Bởi vì những ai mà thường là theo dõi Hà Anh qua Facebook trang cá nhân của Hà Anh này, hoặc là đã biết Hà Anh từ trước đến giờ, thì biết rằng là Hà Anh là người rất là vui vẻ, rất là hòa đồng, và cái quan trọng là cũng rất là cương trực, nhưng đặc biệt trong công việc thì cũng rất là chuyên nghiệp. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay một vị khách mời tôi nghĩ rằng là sẽ rất là thú vị và có nhiều điều bếp núc ở phía đằng sau của Hà Anh để có thể chia sẻ với chúng ta. Và đương nhiên bây giờ khi mà Hà Anh trước đây cũng hiểu là đến với chương trình thì Hà Anh nhận được giải thưởng gì của lần trước, là có nhớ không? Hà Anh không nhớ nữa, nhưng mà Hà Anh thắng ở trong trò chơi. Hà Anh thắng ở trong trò chơi. Dạ, vâng. Và đương nhiên rồi, nếu như ngày hôm nay bạn giành chiến thắng thì bạn cũng sẽ phải trải qua 5 câu hỏi. Nếu chiến thắng tất cả các câu hỏi đó thì bạn sẽ có tổng giải thưởng lên đến 2 triệu đồng. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ lần lượt đi từng câu hỏi một. Chúng ta có 5 lần mà để cho nhà hàng rồi chúng tôi sẽ phục vụ cho Hà Anh. Và cứ vượt qua mỗi một thử thách đó thì bạn sẽ có một mức tiền thưởng. Ở lần đầu tiên thì bạn sẽ có 100.000 đồng. Và có lẽ là trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ trò chuyện với Hà Anh, nhưng mà bây giờ có lẽ là ngay bây giờ thích hợp nhất vẫn sẽ là câu hỏi đầu tiên để dành cho Hà Anh, đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn video clip, ở đó chính là câu hỏi dành cho Hà Anh nhưng cũng là dành cho tất cả quý vị khán giả truyền hình. Chúng ta trước tiên là sẽ xem câu hỏi, rồi lát nữa thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng chụp hình với Hà Anh nhé. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Bạn có muốn một bữa trưa vui vẻ? Với điện thoại di động, laptop hay máy tính để bàn, các bạn đều có thể kết nối để ăn trưa cùng VTV6. Nếu các bạn dùng smartphone, hãy truy cập vào trang web vtvplus.vn, kẹt chéo download và làm theo hướng dẫn để tải phần mềm. Còn nếu bạn dùng laptop hay máy tính để bàn, chỉ cần truy cập vào trang web vtvplus.vn để tương tác trực tiếp. Click vào logo VTV6, xuất hiện màn hình yêu cầu bạn đăng nhập để tham gia chương trình. Các bạn có thể dùng tài khoản Facebook hay VTV Plus và chạm vào màn hình khi MC mời các bạn tương tác cùng trả lời câu hỏi. Chỉ với những bước đơn giản, bạn đã trở thành khán giả quyền lực của bữa trưa vui vẻ và giành được những phần quà hấp dẫn. Hãy đến với bữa trưa vui vẻ của VTV6 tất cả các ngày trong tuần vào lúc 12 giờ trưa. Theo bạn, cuối cùng người chồng có tìm được vợ hay không? Một, có. Hai, không.
Vâng, xin được nhắc lại câu hỏi dành cho Hà Anh cũng như là dành cho khán giả truyền hình để các bạn có thể nhanh tay truy cập vào fanpage của chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ. Các bạn có thể trả lời câu hỏi tương tác của chúng tôi và đương nhiên các bạn sẽ có cơ hội nhận được quà. Câu hỏi đó là theo bạn thì cuối cùng thì người chồng có tìm được người vợ hay không? Một là có, hai là không. Đương nhiên là cái video này những ai mà đã từng xem thì chắc chắn là đã có câu trả lời. Còn nếu không thì hãy dựa vào những tư duy, những hình dung của các bạn về một cuộc sống trong gia đình. Khi mà có người vợ bỏ đi thì liệu sau đó thì người chồng có tìm được người vợ hay không, để các bạn có thể có câu trả lời các bạn nhé. Còn bây giờ là lúc mà như thường lệ thì khi khách mời đến với Bữa Trưa Vui Vẻ bao giờ cũng sẽ cùng nhau chụp một kiểu ảnh để các bạn trẻ thường gọi là check in, để biết rằng là hiện nay thì Hà Anh đang có mặt tại đây, bởi vì chương trình chúng ta là một chương trình truyền hình trực tiếp đang được trực tiếp trên kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam, và rất nhiều các bạn trẻ đang theo dõi chương trình này, các bạn cũng sẽ cùng với chúng tôi chụp một kiểu ảnh, ở trong đó có hình ảnh của siêu mẫu Hà Anh đang ở trên chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ. Các bạn sẽ gửi về, đương nhiên là bây giờ Hà Anh cũng sẽ đưa ra chủ đề để các bạn chụp ảnh. Chúng ta sẽ cùng đưa ra một cái chủ đề nào đó dành cho khán giả nhá Hà Anh nhá. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ chụp. Su ơi, bình thường anh thấy em rất là thích ra chụp ảnh nhưng mà ngày hôm nay làm sao mà im lặng thế nhở? Em thiếu tự tin. Vâng. Anh nghĩ rằng là đi ra đây để cho anh cũng tự tin dần lên nào. Xin mời. Thế em ra ngay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đứng bên cạnh Hà Anh. Hà Anh thường thường là chụp ảnh rất là giỏi đúng không? Tạo mẫu cũng rất là tốt. Em nghĩ anh đứng đây và em đứng trên này. Ra là vậy. Thế chúng tôi sẽ đứng bên cạnh Hà Anh. Vâng, chúng có lẽ là cái dáng ngồi. Đúng rồi. Nào xin mời, chỉ chụp cắt từ dưới này lên để cho người ta không nhìn thấy ở dưới này là chúng tôi đang đứng hay là đang ngồi nhá. Bây giờ chủ đề là gì ạ? Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta đã có một kiểu ảnh rồi và bây giờ khán giả thì chắc chắn là cũng đang mong muốn cái chủ đề. Chủ đề có nghĩ là bạn có thể đưa ra một cái chủ đề nào đó bất kỳ để cho khán giả có thể tạo dáng chụp cái hình với cái chủ đề đó. Tôi nghĩ rằng là dễ dàng dàng thôi chứ đừng khó như là công việc làm mẫu của mình. Vâng, chủ đề của Hà Anh ngày hôm nay cho các bạn chụp hình là vì bữa trưa mà. Đúng rồi. Nên là đói. Chủ đề là đói. Các bạn nhớ nhá, chủ đề của chúng tôi đưa ra đó chính là đói. Các bạn chụp làm sao để khi mà chúng tôi nhìn bức hình chúng tôi cũng cảm thấy đói theo các bạn, để các bạn cũng có thể là ngay bây giờ chúng ta có thể vừa ăn trưa vui vẻ theo dõi cuộc trò chuyện với Hà Anh. Và đương nhiên đừng quên tương tác với chúng tôi. Và ngày hôm nay thì Hà Anh được biết rằng là bạn tới đây và bạn cũng sẽ mang theo một món quà để gửi tặng khán giả truyền hình, nếu như bạn nào mà đã có cái lượng tương tác tốt là một này, thứ hai là may mắn. Vâng, hôm nay Hà Anh mang đến cho các bạn một món quà, đó là cuốn sách do chính tay Hà Anh viết, mang tên là Tôi Hà Anh, và Hà Anh sẽ có dấu son trên đấy nữa. Wow, có cả một dấu son thay vì chữ ký thì bây giờ lại là một cái dấu son môi của Hà Anh, chứ không phải là dấu son đúng không ạ, một dấu son môi của Hà Anh. Ở dưới đây có chữ ký không? Và có đính chính đó là môi của Hà Anh không? Vâng, cũng được, nếu như các bạn không tin lắm thì Hà Anh ký. Vâng. Lát nữa thì chúng ta sẽ bật mí thêm về cuốn sách Tôi là Tôi Hà Anh đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng tôi sẽ trò chuyện một chút với cả Hà Anh. Được biết là bạn cũng là một trong những người rất là sành ăn. Thì thường thường vào cái buổi trưa ấy, vào cái bữa cơm trưa thì bạn thích ăn món gì? Bữa trưa một trong những món khoái khẩu của Hà Anh là bún chả. Bún chả. Bên cạnh đó thì là gì nữa nào? Bên cạnh đó Hà Anh cũng rất là thích ăn đồ Nhật, nên là có đồ thể Nhật. Ăn sushi. Sushi. Hoặc không thì nói chung thực ra buổi trưa Hà Anh ăn cũng đơn giản, tùy theo cái hứng thú của ngày hôm đó. Và thường thường là đi ăn một mình hay là đi theo cùng một số bạn bè? Bình thường là đôi khi là kết hợp là vừa họp vừa ăn, hoặc không thì Hà Anh rủ em gái của Hà Anh đi ăn. Tức là không đi ăn quá đông người đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng tôi ở trường quay thì chúng tôi có ở trong nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ này thì có rất là nhiều người có thể phục vụ Hà Anh. Bạn có thể thấy rằng là chúng tôi đã nhiều lần đưa lên trên truyền hình những công việc bếp núc của nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ, từ các bếp trưởng, bếp phó, rồi là lực lượng đầu bếp. Chính là các quay phim, kỹ thuật viên cũng rất là đông vui. Tất cả đều đang phục vụ cho Hà Anh để có một bữa trưa thật là vui vẻ. Hy vọng là bạn sẽ có được thưởng thức những món ăn ngon cũng như là hợp khẩu vị với mình ở trong bữa trưa của chúng tôi. Chắc chắn rồi. Vâng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với câu hỏi đầu tiên mà dành cho Hà Anh cũng như là dành cho khán giả truyền hình. Bây giờ thì tỷ lệ tương tác đã có rồi và cũng là lúc mà chúng ta sẽ đưa ra con số để xem khán giả đã đưa ra câu trả lời như thế nào. Hiện nay thì có 92% đáp án 1 được lựa chọn. 92% khán giả chọn đáp án là 1. Đó, còn lại có 8% chọn đáp án 2 thôi. Còn đáp án của Hà Anh đưa ra là gì? Liệu cuối cùng thì người chồng có tìm được người vợ hay không? Hà Anh tin vào kết thúc có hậu cho nên là anh sẽ nói có. Vâng, tức là theo số đông khán giả, đó là đáp án số 1 đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ thử theo dõi xem đáp án chúng tôi, liệu đáp án số 1 của anh đưa ra có chính xác hay không. Please don't leave me in the morning.
tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Oh please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. This Saturday night. This Saturday. Xin chúc mừng Hà Anh, bạn đã có được câu trả lời đúng đầu tiên. Và đương nhiên bạn đã nhận được một phần thưởng trị giá 100.000 đồng của chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 ngay. Bởi vì trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đang chờ đợi khán giả tương tác, thì bạn sẽ lại có cái câu chuyện cho để gửi đến cho khán giả truyền hình mà đang rất là quan tâm, muốn được hiểu biết và tìm hiểu thêm về Hà Anh, đúng không ạ? Ngay bây giờ xin mời, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 2. Xin mời. Chàng trai có hoàn thiện được kim tự tháp hay không? Một có, hai không. Hiện nay thì tôi thấy là Hà Anh đang đăm chiêu suy nghĩ để xem câu trả lời như thế nào. Nhưng bạn yên tâm đi, lát nữa bạn cũng sẽ có thêm những cái phần khán giả sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn của khán giả để mình có thể căn cứ theo đó làm cái câu trả lời của mình nha bạn nhé. Bây giờ thì sẽ nhắc lại câu hỏi dành cho Hà Anh cũng như là dành cho khán giả truyền hình để các bạn có thể ngay bây giờ truy cập vào trang fanpage của chương trình và trả lời câu hỏi. Câu hỏi của chúng tôi là: theo bạn thì cuối cùng chàng trai có hoàn thiện được tòa kim tự tháp hay là không? Một là có, hai là không. Hà Anh này, mới chỉ có qua hai cái câu hỏi thôi ấy, thì là tôi thấy rằng là ở trong này nó có một toát lên cái điều mà chúng tôi cũng rất là mong muốn hướng đến. Đó chính là chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là sự lạc quan. Bạn có thể thấy rằng là ở phần đầu tiên ấy, thì người vợ tuy là đã bỏ đi, đúng không ạ? Một cái việc làm tôi nghĩ rằng là thực ra có khi là không được đúng lắm khi mà gặp một người chồng mà quá nghiện thuốc lá. Thế nhưng mà cũng đã có một cái kết thúc rất là có hậu, đúng không ạ? Trong những cái trường hợp như vậy thì theo bạn là mình phải làm như thế nào để vượt qua được tất cả những khó khăn đó? Hãy nghĩ là trong cuộc sống của mỗi người thì trong mỗi giai đoạn chúng ta sẽ có những cái thăng trầm khác nhau trong cuộc sống. Có một điều hả anh tin là mọi người luôn luôn nói là trên thế giới này có tất cả mọi thứ đều cuối cùng qua thời gian thì sẽ không tồn tại, và chỉ có ba điều mà sẽ luôn luôn trường tồn với thời gian, đó là tình yêu, sự hy vọng và niềm tin. Trường tồn với thời gian, hy vọng mà cứ trường tồn tức là luôn luôn hy vọng thì bao giờ mới đạt được mục đích của mình nhỉ? Có hy vọng thì mới có niềm tin, và niềm tin sẽ có tình yêu, và hạnh phúc sẽ có mọi thứ sẽ đi lại. Thì Hà Anh thực sự tin vào cái điều đấy. Thì Hà Anh nghĩ rằng là cái quan trọng của mỗi một người khi mà trải qua cái giai đoạn mà mình chưa được hài lòng lắm với cả cuộc sống, công việc hay là tình yêu hay tình bạn của mình, thì rồi nó sẽ trải qua, miễn là mình có niềm tin. Và cái đó cũng giống như anh nói là mình phải có sự lạc quan, mình phải hướng tới một cái gì đó tương lai tốt đẹp hơn cho chính bản thân bạn mình. Có thể chia sẻ là bạn có phải là một người lạc quan hay không? Nếu mà gặp một cái tình huống nào đó trong cuộc sống, trong công việc, thì bạn sẽ làm thế nào để vượt qua nó? Hà Anh nghĩ là bản thân mình là một người lạc quan và cũng cố gắng là một người lạc quan. Tại vì Hà Anh nghĩ là sự bi quan không mang đến giải pháp một cái gì hết. Cái quan trọng là khi mà mình gặp một vấn đề thì bao giờ Hà Anh cũng tin rằng là mình có thể chuyển bại thành thắng. Tức là trong một cái trường hợp mà nhất nhẽ ra là mình thua đậm lắm, thế nhưng mà nếu mình có sự lạc quan và sự tự tin thì mình sẽ xoay chuyển nó để ít nhất là cái sự tổn hại của nó không quá nhiều, và trên hết là mình vượt qua như thế nào và mình bước tiếp như thế nào, tại vì mình vẫn có thể tiếp tục xây dựng mà. Cho nên là Khánh cũng cố gắng là người luôn lạc quan. Vâng, đang cố gắng, đúng không ạ? Bạn nói rằng bạn cố gắng. Thực ra thì bao giờ cũng vậy, trong con người chúng ta bao giờ có hai con người, một là mạnh mẽ, hai là yếu đuối. Cái quan trọng là cái phần nào nổi trội hơn thôi. Đúng rồi. Và vấn đấy thì tôi có nói rằng là những ai mà thường xuyên theo dõi Facebook của Hà Anh này, hoặc là đã biết Hà Anh từ trước đến giờ này, thì cũng được biết rất là nhiều những cái chia sẻ của bạn. Và đặc biệt là trên trang cá nhân thì bạn có chia sẻ là bạn như một người phụ nữ, ở trong đó có một cái sự yếu đuối nào đó. Dạ. Đúng không ạ? Chắc thế nhưng mà vừa rồi bạn nói rằng là đang cố gắng để lạc quan. Tức là
về đa số về mọi lúc thì là anh là một người lạc quan, anh luôn luôn tin tưởng vào mọi người và cuộc sống và rất là yêu mọi người, yêu công việc của mình, nên là bản thân mình là một người lạc quan, luôn luôn có năng lượng và mọi người nhìn vào mình, mọi người thấy rằng là mình lúc nào cũng hào hứng với mọi thứ, mọi công việc, mọi cơ hội đến với mình. Dĩ nhiên là một con người không thể lúc nào cũng như là ông già Noel ở trên trên trời được. Vâng, xe tuần lộc được, lúc nào cũng vui vẻ được. Chắc chắn sẽ có những cái lúc mà mình buồn này, mình cảm thấy bị tổn thương hay là mình cảm thấy thất vọng. Và cũng sẽ có những lúc mình chưa loay hoay, mình chưa tìm ra được cái hướng giải quyết hoặc là lối thoát. Nhưng mà Hà Anh nghĩ là cái đó là cái yếu đuối tất yếu của mọi người. Cái quan trọng, cái sự mạnh mẽ, cái sự suy nghĩ lạc quan của mình thì mình phải, bản thân mình phải tự vực mình dậy. Và bên cạnh đó mình cũng cùng còn có gia đình, còn có bạn bè thân thiết, còn có các fan hâm mộ nữa, thì họ cũng tiếp thêm cho mình những cái nguồn năng lượng rất là lớn để mình có thể lạc quan hơn. Và khi mà mọi chuyện đã qua rồi hoặc là gần qua rồi, mình nhìn lại và cũng không nên nỗi. Bởi vì là từ đầu câu chuyện giờ tôi thấy bạn nói khá nhiều đến chính bản thân mình. Dạ. Và đến cái cuối cái câu chuyện vừa rồi tôi mới thấy bạn nhắc đến gia đình, bạn bè, người thân. Dạ. Và những người hâm mộ, đúng không? Dạ. Thế thường thường thì trong những cái lúc mà bạn gặp khó khăn, gặp rắc rối, giống như bạn nói rằng là cần phải có lạc quan để có thể vượt qua hoặc cố gắng lạc quan để vượt qua. Dạ. Người nào là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với bạn trong tất cả những cái lúc mà bạn muốn, tôi nghĩ rằng là bao giờ cũng vậy, mình cần có những cái chỗ. Dạ. Mà để chạy ùa về, có. Dạ. Thể là òa khóc với người. Dạ. Đó, đúng không ạ? Cần những cái sự chia sẻ, thì ai là người ảnh hưởng lớn nhất trong công việc và cuộc sống của bạn? Rất khó nói là ai, bởi vì là thực ra gia đình Hà Anh đều, mọi người đều quan tâm Hà Anh như nhau, ông bà và ba mẹ Hà Anh, mẹ Hà Anh này, ba Hà Anh, tất cả mọi người khi mà có một cái biến cố gì, đầu tiên là Hà Anh biết là mọi người sẽ cho Hà Anh thời gian để Hà Anh tự làm quen với hoàn cảnh đó. Mọi người sẽ không gọi, mọi người không chất vấn, mọi người không hỏi bất kể, tại vì cái nghề của mình. Xong sau đó thì mọi người sẽ cho mình cái thấy được cái tình yêu và cái sự tin tưởng của gia đình đối với mình. Và cái đấy là nguồn năng lượng lớn nhất đối với Hà Anh. Đôi khi nó cũng chỉ là một lời nói, đôi khi cũng chỉ là mẹ Hà Anh gọi điện thoại chia sẻ một điều gì đó, hay là ba Hà Anh nói là ba rất là yêu con, hay là ông bà gọi điện thoại kể một câu chuyện nào đấy, thì mình thấy rằng là cuộc sống vẫn trôi đi, nó không chỉ dừng lại đây. Đúng, và những cái khúc mắc của mình. Dạ. Vâng, tuyệt vời, bạn có một gia đình rất là tuyệt vời đấy. Tôi nghĩ là như thế, bởi vì là trong số tất cả chúng ta ai cũng vậy, đã sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ mắc phải những cái sai lầm. Dạ. Hoặc là có những lúc chúng ta gặp một câu chuyện buồn nào đó do khách quan mang lại. Dạ. Và cái điều quan trọng hơn cả đó là chúng ta phải lạc quan. Giống như Hà Anh đã chia sẻ, đầu tiên chúng ta hãy cố gắng tự đứng lên, đúng không ạ? Hãy lạc quan tự đứng lên. Dạ. Và bên cạnh đó thì chúng ta đừng quên, xung quanh chúng ta còn rất nhiều những người khác đang rất là mong ngóng để chúng ta có thể vượt qua được tất cả những cái thử thách của cuộc sống. Và các bạn sẽ hết sức trưởng thành nếu như chúng ta vượt qua một cách dễ dàng, đúng không ạ? Dạ. Bây giờ thì chúng ta đã có được cái kết quả tương tác của khán giả. Bây giờ nhé, quay trở lại để xem là cái câu hỏi này mà khán giả của chúng ta trả lời như thế nào. Dạ. Nào, xin mời cho chúng tôi xem kết quả tương tác của câu hỏi thứ hai ạ. Câu hỏi chúng ta đưa ra là theo bạn thì cuối cùng chàng trai có hoàn thiện được kim tự tháp hay không? Có 55% chọn đáp án là 1, tức là có, và chỉ có 45% chọn đáp án 2, tức là cái lượng khán giả ở đây là gần như nhau. Có vẻ là hơi đánh đố Hà Anh một chút, hơi khó. Hà Anh, bạn chọn đáp án nào, 1 hay là 2 ạ? Kim tự tháp thì như bây giờ thế giới cũng chưa có nghiên cứu vì sao làm được kim tự tháp, đúng không? Và cái nhân vật ở trong này có Hà Anh thấy khó khăn, đẩy mãi coi như là gọi là con kiến, con gì, dã tràng xe cát. Vâng. Hà Anh là rất là muốn theo chủ đề lạc quan, nhưng mà nhìn thấy có vẻ hơi khó khăn. Và bạn chọn đáp án thấy có vẻ hơi khó khăn, có vẻ như là bạn đang nghiêng về không thì phải. Hà Anh thấy không biết là đoạn video đấy phải chiếu dài bao nhiêu lâu để cho người đấy làm xong được cái kim tự tháp. Nhưng mà thôi đi, hôm nay để cổ vũ tinh thần mọi người đã lạc quan và đã vui vẻ thì lạc quan luôn. Thì mình sẽ lạc quan tếu. Lạc quan nói tếu. Là có. Tức là hiện nay là bạn cứ trả lời đại đi là có theo cái tư duy. Đấy là trả lời với niềm tin hơi mù quáng đấy ạ. Nhưng mà biết đâu. Này nhá, nhiều khi là khách đến với nhà hàng của chưa vui vẻ, nhiều khi là có một chút gì đó để thay đổi không khí, biết đâu cái đáp án của chúng ta là không thì sao, đúng không ạ? Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi đáp án nhá. Xin mời.
Rồi, xin chúc mừng cho Hà Anh, bạn lại có một câu trả lời đúng thứ hai, và như vậy thì bạn đã có thêm 200.000 đồng sau khi rời nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ của chúng tôi. Bạn đã có thêm 200.000 đồng, tức là bạn tạm thời tính cho đến bây giờ là bạn có 300.000 đồng rồi. Đến đây vừa vui chơi này, biết đâu lát nữa bạn sẽ thưởng thức lại một số món ăn mà lại còn có cả quà tiền thưởng mang về nữa. Mà đây bài học luôn nhá, anh thấy rằng là niềm tin ấy đôi khi nó phải cần một cái sự hơi ngây thơ một chút, đúng không? Chứ nếu mình dùng lý trí quá để mình suy, ví dụ như đầu tiên anh mà dùng lý trí, anh suy nghĩ là trong thời gian đấy với cái cách xây đấy với trong sự mệt mỏi đấy thì chắc là không được rồi, là chúng ta bỏ cuộc, đúng không? Trong cuộc sống chúng ta bỏ cuộc, nhưng mà biết đâu đấy chúng ta phải đôi khi phải lạc quan một chút xíu, đúng là như thế, kiểu là kệ đi, kệ đi. Và lạc quan tế một chút đã giành chiến thắng cho, mang lên lại chiến thắng cho bạn, đúng không ạ? Dạ vâng. Và như vừa rồi thì có thể thấy rằng là chàng trai cũng đã rất là vất vả, nhưng bằng cái sự quyết tâm, đúng không ạ? Và chàng trai đã hoàn thiện được xong cái công trình của mình. Dạ. Tất nhiên đó cũng chỉ là một cái đoạn hình mô phỏng về một cái công việc, nhưng ở đó thì cũng mang lại cho chúng ta một chút gì đó phải suy nghĩ. Dạ. Đôi khi gặp những cái lúc mà vất vả khó khăn, chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hết mình. Tất nhiên là cùng với cả những người thân xung quanh nữa thì chắc chắn là công việc của chúng ta cũng sẽ thuận lợi, đúng không? Dạ. Thế Hà Anh có thể chia sẻ một cái sự nỗ lực của mình mà đã được một cái kết quả tốt trong suốt cái chặng đường mà bạn theo đuổi sự nghiệp thầy mẫu? Rất là nhiều luôn. Anh nghĩ là mình là những cái gì mà mình đạt được, thành tựu mình đạt được, thực ra mà nói so với rất là nhiều người thì nó cũng bình thường thôi. Và Hà Anh cũng không nghĩ rằng là nó có một cái tầm quan trọng gì quá lớn cả. Nhưng mà đối với Hà Anh thì nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Hà Anh ngày xưa là cô học sinh đi học bình thường, đi học ở trường Hà Nội Amsterdam này, ngày ngày đi bộ ở trên con đường đi học và đi về. Và bỗng nhiên có một hôm có ý định là mong muốn được đi du học. Và thế là anh đi thi đại học bổng này, thì viết cho 200 trường đại học này với một niềm tin là mình mong muốn được đi học. Và thế là cuối cùng may mắn là thi được vào một cái trường cho mình học bổng và đi học ở Anh Quốc. Và đó là mở ra một cái chặng đường và cuộc đời mới cho mình. Phải nói là nếu không có những cái cơ duyên liên tiếp bắt nối đến nhau thì mình sẽ không được giáo dục như là cái cách mà anh đã được giáo dục này, không được đến với môi trường mà mình có thể trở thành một người mẫu làm việc ở nước ngoài. Và rồi lại quay trở lại đây nữa thì anh nghĩ là cái nỗ lực thì nó rất là nhiều. Mình phải học nghề từ ban đầu mà anh. Mình không có được ai chỉ dạy, không ai đi trước, không có gia đình ở bên cạnh để mà giúp đỡ. Hà Anh từng là phải đi làm thêm tư vấn bán cửa hàng quần áo ở trong cửa hàng để kiếm những cái số tiền vài đợi bảng Anh một giờ để mà mình trang trải cho cuộc sống và du học sinh của mình. Về sau này mình đi làm người mẫu thì mình phải casting, tức là đứng để tuyển việc, đứng hàng chờ hàng tiếng đồng hồ liền và đi vào với một cái sự rất là ngây thơ và không biết được là công việc như nào, nhưng mà mình học dần dần ở trong công việc và mình học làm sao để mình được là giỏi hơn và tốt hơn, mình có được cái khả năng chuyên môn thực sự đối với công việc để mình không có phải trông chờ vào một cái sự may mắn mà do bất kể một cái gì đó mang lại. Thì cho đến ngày hôm nay đây thì Hà Anh cũng ngồi tại đây cũng là một cô gái trẻ thôi, nhưng mà Hà Anh nghĩ là chặng đường Hà Anh trải qua cũng khá là dài rồi, cho nên là bản thân mình cũng phần nào hơi mãn nguyện một chút xíu bản thân mình về những cái gì mình khó khăn đã trải qua. Rất cảm ơn Hà Anh. Dạ. Tôi nghĩ rằng là khi mà khách mời đến với Bữa Trưa Vui Vẻ thì tất cả những câu chuyện bếp núc ở đằng sau, tất cả những gì mà khách mời xuất hiện trước khán giả truyền hình hoặc là trên các bìa tạp chí hoặc trên sàn catwalk của sàn diễn, thì tất cả ở đó chúng ta chỉ nhìn thấy mặt trước thôi, còn phía đằng sau thì họ đã trải qua những con đường hết sức là dài, đầy chông gai, mà nỗ lực quyết tâm của từng cá nhân cũng như là công việc, kể cả sự trau dồi học hỏi nữa, thì tất cả những cái chặng đường đó nó sẽ ngắn lại và các bạn sẽ sớm vượt qua. Vừa rồi thì chúng ta đã có một cái cuộc trò chuyện rồi và chúng ta quên mất là chúng ta phải đến với cái câu hỏi tiếp theo dành cho Hà Anh nữa chứ, đúng không? Chứ mãi trò chuyện Hà Anh. Hà Anh là một cái người mà tôi nghĩ rằng là có một cái cách kể chuyện rất là cuốn hút. Thường thường thì khách đến nói chuyện và tôi lắng nghe, nhưng mà trong đầu tôi vẫn luôn luôn nghĩ là phải đặt một cái câu hỏi gì đó. Thế tuy nhiên là với cái cách kể chuyện cuốn hút của anh thì làm cho tôi lại quên mất cái vai của mình trong ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi lại phục vụ Hà Anh một câu hỏi tiếp theo. Xin mời câu hỏi dành cho Hà Anh và dành cho khán giả truyền hình tương tác ạ. Thank you.
Theo bạn, tiếp theo cậu bé sẽ làm gì? 1. Vẽ những hình thù kỳ quái lên sàn nhà. 2. Tập nhảy hip hop. Xin được nhắc lại câu hỏi dành cho Hà Anh cũng như dành cho khán giả truyền hình, bởi vì tôi lại chợt nghĩ trong đầu là có một cái câu chuyện này tôi nghĩ rằng sẽ thú vị khi mà Hà Anh chia sẻ với tất cả chúng ta qua cái đoạn hình ảnh vừa rồi. Câu hỏi dành cho Hà Anh cũng như dành cho khán giả tương tác đó là: theo bạn thì tiếp theo cậu bé sẽ làm gì? 1 là vẽ những hình thù kỳ quái lên sàn nhà, đúng không? Có cái cảm giác cậu đang chuẩn bị làm một việc gì đó. 2 là tập nhảy hip hop. Có vẻ như lại không liên quan đến cái việc mà cậu ấy đang chuẩn bị làm. Vừa rồi xem hình ảnh thì tôi thấy Hà Anh khá là chăm chú theo dõi. Ở đó cậu bé khá là đơn độc, đang bị bắt nạt. Hà Anh trước khi ngày xưa đi học có thường bị bắt nạt hay không? Hà Anh cũng có đồng cảm rất là nhiều với cái đoạn video vừa rồi. Khi mà anh đi học thì cũng trải qua rất là nhiều giai đoạn khi mà mình bị phân biệt vì chiều cao, về sự khác biệt của mình đối với cả bạn bè học xung quanh, và mình cảm thấy khá là đơn độc và đôi khi thậm chí bị cô lập trong những cái tình huống như thế. Và mình cũng trong cái nhiều cái tình huống là mình sẽ phải rất là buồn, mình thất vọng, mình khóc rất là nhiều và cảm thấy là mọi thứ như quay lưng lại với mình, là mình không hiểu tại sao mình còn trẻ, còn ít tuổi mà. Và Hà Anh nghĩ rằng là đó là một cái bài học rất là tốt để cho chính bản thân Hà Anh mình làm sao mà mình có thể mạnh thoát mẽ ra khỏi hơn cái sự cô đơn đó. Mình thoát ra khỏi, mình mạnh mẽ hơn ở trong nội lực của mình để mình tiếp tục bước đi, tiếp tục ngẩng cao đầu. Và đó cũng là nội dung một cái bài hát của Hà Anh là viết là tôi, it's me. Tức là làm sao mình bước qua đó và kêu gọi tất cả các bạn trẻ đi theo mình là hãy ngẩng cao đầu và hãy là thế giới ơi, hãy nhìn vào tôi đây này. Thì đây là một cái video rất là cảm động đối với Hà Anh. Vâng. Và vừa rồi thì tôi lại có hình dung là Hà Anh là một người rất là mạnh mẽ, cũng rất là cá tính, và gần như là bạn muốn hoàn thiện công việc độc lập cá nhân của mình. Và có vẻ như tất cả những gì bạn đang nói đến, ví dụ như cuốn truyện sách mà bạn đã viết đó là tôi Hà Anh, và cái bài hát mà bạn chia sẻ cũng It's Me, đúng không ạ? Tôi có cái cảm giác bạn đề cao cái tôi cá nhân rất là nhiều. Bạn có thể nói gì về điều này? Hà Anh nghĩ là có người nói là chúng ta sinh ra trong một cuộc sống là đơn độc và sẽ ra đi một cách đơn độc. Mặc dù tất nhiên bên cạnh gia đình mình có bạn bè và cha mẹ và những người yêu thương mình, nhưng Hà Anh luôn luôn cho rằng là một con người thì chúng ta phải có khả năng sống, làm việc và tồn tại độc lập trước đã. Trước khi chúng ta có thể làm bất kể một cái điều gì, thì Hà Anh nghĩ rằng là tôi ở đây thực ra không phải là nói là tôi một cách là trịch thượng hay là đề cao bản thân, mà cái này là một cái khẳng định cái về chính bản thân mình, cái sự tồn tại của chính tôi trong cuộc sống. Bởi vì Hà Anh là một cô gái mà đi học ở Việt Nam, một đất nước nhỏ bé, lại đi sang Anh du học rồi đi học tập, rồi lại có cơ hội làm việc đi rất nhiều nơi trên toàn thế giới, nên lúc nào mình cũng tìm hiểu chính bản thân mình là ai, mình phải giữ được cái bản sắc dân tộc của mình như thế nào, con người của mình như thế nào, hòa nhập như thế nào, nhưng mà làm sao mình vẫn phải là chính mình. Thế thì chính vì vậy cho nên là luôn luôn trong cái chặng đường mà mình biến chuyển con người và trưởng thành, thì Hà Anh luôn luôn là xác định rằng là tôi là ai, và là tôi Hà Anh, một cô gái đến từ Việt Nam, và tôi tự hào về điều này. Thì nó là một cái điều thực ra Hà Anh nghĩ là nó rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà chúng ta sẽ tìm kiếm cả cuộc đời. Có những người sống cả cuộc đời đôi khi không biết là mình thích ăn nhất món gì, hoặc là thích nhất là màu sắc gì, bởi vì là người ta có rất nhiều sự lựa chọn, hoặc đôi khi người ta cũng lựa chọn một điều vì những gia đình của mình, vì những hoàn cảnh, hoặc là vì công việc của mình, mà thực sự họ không có thời gian để họ hỏi bản thân mình là vậy mình muốn gì, hoặc mình cảm thấy gì. Vâng, bạn có phải là một người thích màu đen không? Hà Anh quyết định Hà Anh thích màu đen, nhưng mà Hà Anh đã quyết định cách đây không lâu là màu sắc yêu thích nhất của anh là màu trắng. Chuyển sang là màu trắng. Là màu trắng. Đối lập hoàn toàn với màu đen. Đối lập hoàn toàn. Đúng không ạ? Vâng. Và với ví dụ như là với cá nhân tôi chẳng hạn, thì tôi thích thực sự có hai màu thôi, đen và trắng. Ngay kể cả chụp ảnh hay là làm video, tức là trong nghề của tôi chẳng hạn, thì tôi cũng chỉ thích hai cái gam màu đen và trắng thôi. Và thực sự ngay kể cả trang phục tôi cũng mặc màu đen nhiều hơn là màu trắng. Vâng, em nghĩ là đối với em là có ba màu em yêu thích nhất là đỏ, đen và trắng. Nhưng mà em thích là Hà Anh thích những cái màu mà nó rõ rệt, nó ra những cái sắc riêng mà nó không có sự nhập nhòa giữa. Không giúp màu không có, xám, không thích cái sự pha trộn, đúng không? Không có thích sự pha trộn, thích tất cả mọi cái nó phải rõ ràng, clear. Mình tiếng Anh mình gọi là clear, hết sự rõ ràng, đúng không ạ? Đen là đen và trắng là trắng, không có nhờ nhợ gì đâu, đúng không ạ? Su hôm nay cũng mặc một chiếc áo vest đen, ở bên trong cũng có một chiếc áo thun màu đỏ.
Có vẻ như là khá là hợp sở thích của Hà Anh đúng không? Su có thể chơi một cái điệu nhạc gì đó hấp dẫn với cái giai điệu nó rõ ràng hơn là một cái điệu nhạc hay không? Được à? Theo bạn thì bây giờ em sẽ chơi một điệu nhạc mà nó quyến rũ như khách mời. Quyến rũ như khách mời, wow. Nó Su có thể bật mí thêm về thế nào là một điệu nhạc quyến rũ không? Một điệu nhạc quyến rũ là một điệu nhạc thường là huyền bí, bí ẩn một chút và có thể nói nào nhỉ? Hơi hấp dẫn chẳng hạn. Hấp dẫn? Vâng. Tức là vào tai. Ok. Với Hà Anh thế nào thì là một điệu nhạc hấp dẫn? Hà Anh nghĩ là hấp dẫn thì tùy mỗi người một cái sở thích thôi. Đối với Hà Anh là có kéo, có lùi, có đẩy, nói chung là nó phải còn có một cái khó tả lắm. Nói chung là âm nhạc thì mình phải nghe thôi chứ đúng khó rồi. Tả ra lắm. Đó là cái cách lý giải Hà Anh. Còn với tôi chẳng hạn, một cái điệu nhạc hay là một cái giai điệu hay thậm chí chỉ là một nốt nhạc hấp dẫn, đó là nó phải phụ thuộc với tâm trạng của mình. Có những lúc tôi muốn lắng nghe một cái đoạn nhạc thật là sôi động, có những lúc tôi muốn nghe nhạc rock để muốn phá tan tất cả những cái gì xung quanh tôi đi. Và có những cái lúc mà tôi lại muốn trầm buồn, sâu lắng. Thậm chí là vì là đàn ông không dám nói là mình khóc đâu, nhưng mà thực sự là có những lúc mình cảm thấy là mong muốn là nghe một cái điệu nhạc đó gì đó để nó có thể kích thích sâu hơn vào trong tâm hồn của mình cái lúc đó. Và bây giờ ví dụ như bây giờ hạn, giống như là Su nói, tôi lại đang muốn có một cái giai điệu nhạc gì đó, nó có một chút gì đó nó huyền bí, nó mê hoặc. Bởi vì ngay sau đây thì tôi lại muốn giới thiệu đến bạn một nhân vật mà rất là quen thuộc đối với khán giả truyền hình mà theo dõi chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ của chúng tôi. Đó chính là nhân vật Mù Tạt, một cô gái cũng rất là xinh xắn. Xin mời bạn sẽ cùng làm quen và gặp gỡ với cô ấy. Đúng là chào Mù Tạt. Vâng, chào chị Hà Anh và chào anh Quang Minh. Vừa nãy là em phải chuẩn bị rất là kỹ càng cái món ăn này, bởi vì là hôm nay là biết là khách mời là chị Hà Anh, một người là em rất yêu quý nên em tìm hiểu rất là kỹ càng. Và cái món ăn mà nếu mà em không nhầm là chị Hà Anh rất thích ăn món sushi đúng không? Đúng rồi. Là ai gọi sushi đó là có sushi luôn. Thế nên là tôi đã nói rồi, Hà Anh có đưa ra một số cái lựa chọn mà trong đó thì có món đồ ăn Nhật là đồ sushi. Đây là một món truyền thống của Nhật và tôi nghĩ là nhà hàng sẽ gửi tặng bạn những món sushi này. Hy vọng là bạn sẽ vừa trò chuyện vừa dùng bữa thưa với chúng tôi. Và qua đó với những cái hương vị của sushi, chúng ta sẽ cũng có thêm những cái câu chuyện liên quan đến những cái hương vị này, nhưng nó được áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày đúng không? Bình thường thì Mù Tạt hay đưa ra những cái món ăn, nhưng mà thông qua đó là những cái thử thách. Nhưng mà đặc biệt với chị Hà Anh hôm nay, một người mà em rất yêu quý, nên là không dám thử thách nữa, phải lạc quan yêu đời. Bởi vì chị lạc quan quá. Vậy nên là em sẽ nhờ anh Quang Minh sẽ giúp em tiếp chị Hà Anh cái món ăn này. Mà từ nãy đến giờ là em có một cái sự không công tâm là cái chuyện là cứ mỗi lần là có khách mời xinh đẹp ở đây thì hai MC với DJ thì lại được chụp hình check in. Mà chưa bao giờ em lại được chụp hình check in với những người xinh đẹp này cả. Thế nên là rồi. Hôm nay em đã xin phép phép trưởng là cho em chụp một kiểu hình em check in và em đăng lên Facebook của em để. Tức là bạn muốn chụp ảnh với tôi hay là muốn chụp ảnh với Su? Không, tất nhiên là em chụp ảnh với chị Hà Anh. Vâng, nói vui vậy thôi, xin mời bạn sẽ chụp. Vừa nãy là chị Hà Anh ngồi rồi. Thì bây giờ chị Hà Anh đứng lên, con cạn giá đi. Ok. Từ từ chị. Vâng, tôi sẽ nhường sân khấu lại cho Hà Anh và Mù Tạt. Hôm nay chị em mình có vẻ là tông xì tông. Tông cùng tông đen đúng không? Chị ơi, từ từ. Chị ở trên đấy con nghe thì em nói rõ không? Em đứng đây mà em thiếu tự tin quá. Đây, chị sẽ tạo dáng nhưng mà vẫn thấp hơn nhá. Kiểu gì lạc quan hả chị ạ? Lạc quan à? Không. Rồi, em cảm ơn em. Và chúc chị Hà Anh sẽ dùng bữa trưa hôm nay thật là ngon miệng. Và hãy cho sau chương trình này thì hãy cho em cái cảm nghĩ là cái tay nghề mà làm sushi của em như thế nào. À, thì em tự chính tay hả? Dạ. Ok, rồi. Rồi, xin mời Hà Anh sẽ vừa dùng bữa với chúng tôi và chúng ta sẽ có cái cuộc trò chuyện. Dạ. Rồi, xin mời bạn và chúc bạn ngon miệng. Có lẽ là bạn nên thử, bởi vì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ quay trở lại với cái câu hỏi vừa rồi để chúng ta sẽ xem là khán giả chúng đã đưa ra lượng tương tác và trả lời câu hỏi của chúng ta như thế nào. Dạ. Xin mời. Vâng, câu hỏi của chúng ta là theo bạn thì cậu bé sẽ làm gì tiếp theo? Một là vẽ những hình thù kỳ quái lên sàn nhà, hai là tập nhảy hip hop. Và trước khi cùng thưởng thức đấy thì Hà Anh đưa ra đáp án là gì? Có 69% khán giả chọn đáp án 1 và chỉ còn lại 31% chọn đáp án 2 thôi. Hà Anh nghĩ là cậu bé sẽ tập nhảy hip hop. Tập nhảy hip hop? Tại sao vậy?
Tại vì Hà Anh nghĩ rằng là khi mà mình bị cảm thấy cô lập và mình cô đơn, mình nên tìm đến một ước mơ, và nhảy là một bộ môn mà sẽ giúp mình được sống trong một thế giới trong âm nhạc, thế giới của sự lạc quan, thế giới của tình yêu, thế giới của mọi thứ đều có thể thoát ra khỏi những gì gò bó mà trong tâm hồn của mình đang bị hứng chịu, đúng không? Dạ, vâng. Đó là đáp án của Hà Anh, còn đáp án của chúng ta thì làm sao? Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ xem có phải cậu bé sẽ tiếp tục nhảy hip hop hay không. Xin mời. Vâng, xin chúc mừng cho Hà Anh và chúc mừng cho những khán giả nào đã có câu trả lời đúng. Hình như vừa rồi chỉ có 31% khán giả đã trả lời đúng thôi. Su lúc đấy thì nghiêng về đáp án nào? Thực ra là lúc đấy là em có định chơi một đoạn nhạc hip hop để nhắc kéo chị Hà Anh rồi, nhưng mà anh ở khách mời thông minh quá nên thôi em không cần nhắc nữa. Và bây giờ thì bạn đang chơi giai điệu đó đúng không? Vâng. Theo bạn đây là chính là cái giai điệu mà gọi là hấp dẫn đúng không ạ? Quyến rũ đúng không ạ? Có rất là quyến rũ. Hà Anh đang ăn sushi và bạn cảm thấy cái hương vị của nó thế nào? Hà Anh vừa ăn với sushi và cá hồi thì đầu tiên là hương vị mặn. Hương vị mặn, đậm đà đúng không? Đậm đà. Nó cũng giống như là một cái hương vị đậm đà trong cuộc sống vậy. Dạ. Có lẽ là bạn có thể chia sẻ một chút về cái hương vị đậm đà trong cuộc sống của bạn. Ví dụ như là điều gì đã mang lại cho bạn cái cảm xúc đậm đà nhất trong cái cuộc sống của bạn trong cái thời gian gần đây nhất? Hà Anh nghĩ là một cái xúc tác tuyệt vời nhất trong cuộc sống luôn luôn đối với Hà Anh là tình yêu. Mặn mà. Tình yêu không? Là không là quên mà, hết, không cần biết cái gì. Cứ yêu là quên hết tất cả mọi thứ. Không, tất nhiên không quên hết thì không hẳn, nhưng mà cũng hơi chảnh mảng mọi thứ. Chảnh mảng đi là... và dồn tập trung toàn tâm toàn ý cộng với sự lạc quan yêu đời lạc cho cái sự mặn mà đó đúng không? Mặn mà đó, tất nhiên là sự mặn mà đó sẽ tiếp thêm năng lượng cho mình để làm những công việc được tốt hơn, nhưng mà ngược lại thì mình cũng có dành thêm nhiều thời gian hơn để dành cho cuộc sống riêng, cho tình yêu của mình. Vâng, hơn là lúc bạn nào cũng chỉ đi làm việc wow thôi. Thì chúc cho bạn sẽ luôn luôn được có được những cái gia vị đậm đà trong cái cuộc sống, trong tình yêu của mình, đặc biệt là trong tình yêu đúng không? Còn bây giờ thì để tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư. Vừa rồi tôi quên mất lại không nhắc với bạn rằng là khi mà bạn vượt qua được câu hỏi thứ ba thì bạn đã nhận được thêm một phần quà trị giá 300.000 đồng. Tổng cộng là bạn đang có 600.000 đồng khi mà rời khỏi Bữa Trưa Vui Vẻ đây. Các bạn đã có được 600.000 đồng ở đây nha. Bây giờ để xem bạn có nâng cao được hơn lên cái giá trị tiền thưởng của mình hay không nhá. Dạ. Xin mời câu hỏi thứ tư dành cho Hà Anh và dành cho khán giả truyền hình. Theo bạn, chàng trai có làm quen được cô gái này hay không? Một có, hai không. Không hiểu là khách mời chúng tôi nghĩ gì, nhưng mà khi mà cô ấy theo dõi hình ảnh này, cô ấy đang ăn và cô phải dừng ăn lại để cô theo dõi rất là chăm chú. Có vẻ như là cô ấy rất là mong muốn là sau cái sự chăm chú này sẽ đưa ra được câu trả lời đúng để có thể có cơ hội nhận được 400.000 đồng. Vâng, rất là tiền thưởng chương trình đúng không ạ? Vâng, và bây giờ xin được nhắc lại câu hỏi dành cho Hà Anh cũng như dành cho khán giả truyền hình. Đó là sau khi xem đoạn hình ảnh này, các bạn sẽ thấy rằng là chàng trai có làm quen được cô gái hay không? Đáp án 1 là có, 2 là không. Bạn nghĩ gì khi xem những hình ảnh vừa rồi mà tôi thấy bạn chăm chú theo dõi vậy? Tại vì nghe Hà Anh rất là yêu thích những cái sự lãng mạn, dễ thương, chàng trai làm quen với cô gái. Nên là Hà Anh suy nghĩ là Hà Anh rất là muốn hát một bài hát nào đó để liên quan đến cái gì ạ? Tình liên yêu. Liên quan đến tình yêu, tức là làm quen. Liên quan đến làm quen. Và ca khúc đó là gì ạ? Come on over. Come on đây. Over. Đây, come on xong lại over. Lại đến đi, xong rồi đi. Come on over là tới đây. Tôi lại tưởng là come on and
over. Ờ đấy, đấy là giai đoạn 2. Vâng, giai đoạn 2. Có lẽ là ngay bây giờ thì để chúng ta sẽ cùng với Hà Anh thưởng thức một ca khúc. Nhưng mà các bạn nhớ nhá, các bạn vẫn tiếp tục có thể đang ăn trưa cùng với gia đình, bạn bè và người thân. Các bạn sẽ cùng thưởng thức một ca khúc Come On Over cùng với siêu mẫu Hà Anh ngay bây giờ. Ơ thế còn cái câu chuyện mời của chúng ta cùng với cả Sushi thì lát nữa chúng ta quay trở lại lát nhá. Lát nữa hả? Wow, wow. Okay. Nào, xin mời bạn. Chúng tôi sẽ đưa gửi tặng cho khách mời của chúng tôi một chiếc micro để bạn ấy dạ. có thể gửi đến các bạn một ca khúc. Đây là micro dành cho bạn và xin chúc cho bạn sẽ có một ca khúc thật tuyệt vời để dành tặng cho khán giả của Bữa Trưa Vui Vẻ. Xin mời. Anh xin dành tặng tất cả các khán giả truyền hình ca khúc Come On Over. Come on over. Something going on, something's going on. I've got an invitation, don't you keep me waiting all night long. I know you know, so baby don't pretend you won't. Give me a sign if you're well, you're won. Don't wanna play the game with you, baby. Listen to me. On, I'm on you. Come over here, baby. On, I'm on you. You know you make me go crazy. On, I'm on you. Now, baby, don't be shy. You better cross the line. I'm gonna give it right, cause all I want is on, you. I'm over here, baby. Oh, you know you, you know you make me go crazy. Oh, 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 oh. Come on, come on, come on, come on, come on. I'm not just talking up about your sexuality. Your sexuality. But help myself when he puts your hands on me. Ooh, it's paradise when you and I get close, get tight. Keep me guessing if you're wrong all night. Don't wanna play the game with you, baby. Listen to baby. You know you, come on, come on, come on, come on. Oh, na, na, na. Oh, 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 oh. Come on over, baby. Come on over. Wow, thank you. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Phải công nhận là Hà Anh vừa có một cái ngoại hình rất là đẹp và bạn có một cái giọng ca cũng rất là mượt mà. Xin cảm ơn bạn. Em cảm ơn. Thay mặt cho khán giả cảm ơn bạn, bởi vì khán giả thì dạ. không thể vỗ tay để cho chúng ta nhìn thấy được. Nhưng tôi chắc chắn là khán giả cũng đang rất là hài lòng với ca khúc Come On Over dạ. mà bạn đã gửi tặng cho khán giả ngay vừa rồi đúng không? Dạ. À, có thể nói rằng là cái phần Come On Over thì có thể bạn gọi tôi, nhưng Baby thì có thể gọi Su. Su, Baby, Come On Over kìa. Bây giờ thì quay trở lại với chương trình và hy vọng là khán giả các bạn sẽ qua cái ca khúc vừa rồi chúng ta có nhiều cảm tình với Hà Anh. Các bạn hãy đưa ra được cái lượng tương tác thật là cao cho cái câu trả lời đúng để Hà Anh của chúng ta có thể có cái sự lựa chọn để có thể nhận được giải thưởng của chương trình nhá. Bây giờ chúng tôi xin được quay trở lại với câu hỏi đã dành cho khán giả. Xin mời. Vâng, câu hỏi của chúng ta đó là theo bạn thì chàng trai có làm quen được cô gái này hay không? Một là có, hai là không. Wow, có 95% chọn đáp án 1, 5% thì chọn đáp án 2. Và như vậy, với bạn thì câu trả lời của bạn là gì?
Anh sẽ chọn đáp án là có. Nghe đáp án có, 95% khán giả chọn đáp án này rồi đúng không? Dạ. Xin được bật mí với bạn là nếu như bạn trả lời đúng đáp án của câu hỏi này thì bạn sẽ có được thêm 400.000 đồng trong tài khoản sau khi rời khỏi nhà bữa trưa vui vẻ của chúng tôi. Dạ. Và bây giờ sẽ là câu trả lời của chúng tôi để xem Hà Anh có trả lời chính xác hay không. Hello. Did you really not hear me? I'm sorry. Thật là một tình huống dễ thương, nhưng mà hy vọng là chúng ta sẽ không gặp phải cái tình huống như thế này trong cuộc sống đâu ạ. Bởi vì là theo như tôi hình dung thì là trong cái đoạn video clip này thì cô gái là đây là một cô gái khuyết tật, đúng không ạ? Cô ấy không nghe được và cũng không nói được, và chính vì vậy phải thể hiện tình cảm và cảm xúc của mình, cách giao tiếp của mình qua những cái nét chữ, đúng không? Thế Hà Anh vừa rồi thì bạn đã có một câu trả lời đó là có. Và xin chúc mừng bạn đã có được thêm một đáp án đúng. Và như vậy là bạn đã có trong tài khoản 1 triệu rồi đấy. Với 1 triệu thì bạn sẽ ăn trưa với món gì nhỉ? Liệu có phải sushi không? Cái này để suy nghĩ sao được không anh? Để tưởng tượng xem rất là nhiều món sẽ được ăn. Với 1 triệu đúng không? Đang tưởng tượng ra nhiều món đúng không? Để lát nữa. Nhớ đâu chẳng may mà mình lại thắng tiếp thì mình lại còn có thêm 1 triệu đúng nữa đúng không? Khách sạn hơn nữa. Bởi vì ở cái câu hỏi thứ 5, cái câu hỏi cuối cùng của chương trình đưa ra cho bạn nhé. Nếu như bạn trả lời đúng thì bạn có tới 1 triệu đồng tiền thưởng. Còn nếu như bạn trả lời sai thì thưa với bạn rằng là sushi, chứ còn có bất kể cái gì bạn không có được. Bạn sẽ mất luôn 1 triệu đồng mà vừa rồi bạn đã giành được. Hãy cố gắng trả lời được để vừa có thêm 1 triệu đồng nữa. Dạ. Nhá bạn nhá. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng dành cho Hà Anh trong bữa trưa vui vẻ ngày hôm nay. Xin mời. Bạn, chàng trai vẽ gì lên tường tòa nhà kia? 1. Chàng trai vẽ một cô công chúa lên tường tòa nhà. 2. Chàng trai vẽ những bông hoa xinh đẹp lên tường tòa nhà. Tôi thấy rằng là Hà Anh là một người rất là chăm chú theo dõi câu hỏi. Có vẻ như bạn đã được rèn luyện rất tốt qua các trường học đúng không? Tức là phải nghe thật kỹ câu hỏi, tập trung nghe hết tất cả các câu hỏi tập một cách tập trung nhất để rồi sau đó đưa ra câu trả lời dành cho mình. Thường thường những cái câu hỏi mà bằng video clip hình ảnh này thì thường thường dễ làm cho người ta bị phân tâm đi lắm. Mặc dù là cách đặt câu hỏi đôi khi lại còn không liên quan cơ. Thế nhưng mà ở cái câu hỏi này thì xin được nhắc lại với khán giả và cũng đặc biệt là với Hà Anh nhé. Theo bạn thì chàng trai đã vẽ gì lên tường của tòa nhà vừa rồi? 1 là chàng trai vẽ một cô công chúa rất là xinh đẹp lên tường của tòa nhà, và 2 là chàng vẽ những bông hoa rất là xinh đẹp lên tường. Bây giờ thì bạn chưa cần phải đưa ra câu trả lời đâu, bởi vì là chúng ta còn phải chờ cái lượng khán giả để xem là họ trả lời như thế nào đúng không? Xin hỏi Hà Anh là bạn có biết vẽ không? Có lẽ là vẽ không phải là một thế mạnh nhất của Hà Anh, có lẽ nên nói thế. Anh nghĩ là nếu mà vẽ cũng được, nhưng mà chắc thì chỉ dừng lại là vẽ được con cá hay là con gà hay là quả táo. Nếu như ngay lập tức mà bỗng dưng mà một lúc nào đó ai đó dúi vào tay bạn một hộp chì màu, một tờ giấy trắng và nói là bạn hãy vẽ một cái gì đó đi, thì bạn sẽ nghĩ đến vẽ điều gì? Vẽ cái gì? Chắc là anh sẽ vẽ những bông hoa hoặc là những đám mây. Không hiểu tại sao những khi mà nhìn thấy những cái đó thì luôn mang lại cho anh sự bình yên với cả hạnh phúc. Có phải là vì vẽ bông hoa và đám mây là những cái hình mà dễ vẽ nhất mà không? Cũng thế nữa, dễ vẽ nhất nữa. Thôi, nhưng mà anh nghĩ là một là thế, hai là có lẽ là
Ra anh cũng có thể vẽ cái gì khác, ví dụ như là con chuột chẳng hạn. Nhưng mà con không. Chuột. Tôi đang định hỏi bạn đấy, ngoài vẽ hoa ra thì ví dụ như bây giờ để vẽ một cái con vật mà bạn yêu thích thì bạn sẽ nghĩ đến con vật gì? Hóa ra là bạn lại định nói bạn chưa kịp đặt thì bạn nói con chuột. Nhưng có phải là con chuột là con vật bạn yêu thích không? Con vật sợ nhất trên cuộc sợ đời. Sợ nhất tức là đấy là một cái nỗi ám ảnh. Khi nghĩ đến một con gì đó là bạn nghĩ đến chuột ngay. Nỗi con ảnh gì bạn yêu nào? Hay là mèo? À, anh yêu nhiều con vật lắm. Ví dụ? Mọi các con vật bé là anh đều yêu. Chuột cũng bé mà. Không, đâu, không vật yêu. Nghĩ đến nó thấy sợ rồi. Các bạn rất là thích chó con. Chó con. À những cái con chó con xinh xinh này mà vâng. Có thể đang là một cái mức thời thượng bây giờ thôi chị bạn. À? Tôi thấy rất là nhiều các bạn. Chó con là chó bé chứ không phải là chó giống loại nhỏ. À tức là một con chó nhưng mà nó đang ở cái lứa tuổi nhỏ. Lứa tuổi đúng không nhỏ. Ạ? Một vài tháng tuổi gì đó đúng không? Nhỏ xinh xinh. Vâng. Tại sao bạn lại thích chó? Tại vì là nó rất là trung thành. Chính xác là như vậy, nó rất là trung thành đúng không? Và bên cạnh đó thì nó cũng rất là dễ thương nữa. Bởi vì có rất nhiều câu chuyện liên quan đến chú chó. Dạ. Tôi không nhớ là có một cái câu chuyện gì đó liên quan một chú chó mà đây là một câu chuyện có thật mà ở hình như là ở chính Anh luôn thì phải. Dạ. Mà đã tạc bức tượng một chú chó ở ngay trước cửa một tòa nhà, trước cửa một cái ga xe lửa. Đấy là ở Nhật. À ở Nhật đúng rồi, Hachi, xin lỗi bạn. Hachi. Vâng. À đúng rồi, chú chó đấy là tự tạc ở Nhật và bởi vì là nó quá trung thành với người chủ. Đúng không ạ? Vâng. Câu chuyện đấy bạn biết rất rõ, tôi lại hình dung ra bởi một nơi tuyết trắng, tôi nghĩ lại là ở nước Anh thôi. Vâng, hóa vâng. ra lại là tại vì là cái phim đã cái đã chuyện đấy là phim. Của Nhật nhưng mà nó được dựng thành phim. Thế ra là bối cảnh của người ta sử dụng là nước Mỹ nên anh nhìn thấy Richard đúng Gere là đúng rồi, đúng ngoài, rồi, Richard Gere đã đóng vai chính ở trong bộ phim đó và phải công nhận rằng đấy là một trong bộ phim mà đã làm tôi rất là cảm động. Rơi nước mắt vì cảm động và nó để chứng tỏ một cái lòng trung thành của một chú chó đúng không ạ? Và trong cuộc sống của chúng ta thì rất là cần đến lòng trung thành đúng không chắc bạn? Chắc chắn rồi ạ. Vâng. À, bây giờ thì lúc mà chúng ta đã có được những cái tấm hình ảnh của khán giả, bạn có nhớ cái chủ đề ngay từ đầu vào mà bạn đã đưa ra đó là gì không nhỉ? Là đói. Đói đúng rồi. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng theo dõi những bức ảnh nhá. Dạ. Để chúng ta sẽ xem là những bức ảnh nào mà lọt vào đôi mắt xanh mà bây giờ lại chuyển thành mắt đen của Hà Anh. Để sau đó thì Hà Anh sẽ là người chấm và trao thưởng cho khán giả có bức ảnh đẹp nhất, ấn tượng nhất. Wow. Đói chưa kìa. Đây có phải thể hiện của đói không hay là buồn ngủ vậy? Tiếp theo nào. Chị gái em đi ăn, bố em ở nhà, đói quá chị Hà Anh ơi, chị thương em đi. Chắc là thấy chị Hà Anh ăn sushi đây mà. Đói phải ăn cơm như này. Wow. Nào tiếp tục nào. Tiếp tục nào, vừa rồi lại là một chàng trai người nước ngoài. Tôi nghĩ rằng là đây là một chàng trai cũng là một fan hâm mộ của Hà Anh đấy. Nào tiếp theo nào. Đói quá cô Hà Anh ơi. Nhưng mà xem thì thấy không thể đói nữa rồi. Mời cô măng kẹo. Đói quá. Tại sao ăn kẹo vào buổi trưa được nhở? Bé này thật dễ thương. Đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà đang khóc có vẻ là đang vì đói quá. Alo. Mẹ ơi, về cho con đi ăn. Con đói quá. Rất là dễ thương, rất là nhiều vâng. kiểu sáng tạo rồi, của khán giả. Bạn thấy không? Quá. Đây là gì ạ? Cô Hà Anh ơi, cháu đói thiệt. Cô tặng quà cho cháu đi. Đói nhưng mà đáng là phải xin ăn chứ lại ai xin quà. Wow, thường thôi. Rất nhiều hình ảnh rất là dễ thương đúng không? Và bạn nhớ nhá, hãy lựa chọn cho mình một tấm ảnh mà bạn cho rằng là dễ thương nhất. Cô đói không? Nào, tiếp tục nào. I'm hungry. Mon mời cô chú ăn trưa. Rất là dễ thương đúng không? Đói quá, con thì có tí, cơm thì có tí tẹo. Chẳng thấm thía cho lão chư bắt giới. Cô ơi, tặng quà cho con đi, con cho con đỡ đói, con cảm ơn cô ạ. Wow, toàn những lời gọi mời thôi, đói là phải ăn. Thì đương nhiên đói là phải ăn rồi. Cô Hoàng ơi, cháu yêu cô nhưng mà lại đang ôm bụng kìa. Đang bụng là đói đang. Vâng, rất là nhiều ảnh. Có lẽ là Hà Anh đã hình dung ra một chút gì đó về một tấm hình mà bạn cho là ấn tượng nhất để chúng ta có thể tặng quà cho khán giả đó. Hà Anh bây giờ chỉ ngồi chỉ ước sao là giá mình mang nhiều món quà để tặng mọi người thôi. Nhưng mà rất tiếc là bạn chỉ mang có một cuốn sách thôi đúng không? Một cuốn sách thôi. Hay là khán giả chúng ta đọc chung hoặc là mỗi người một trang nhỉ? Có lẽ là một ý kiến hay. Mỗi người một chuyện đúng không? Vâng. Nào bây giờ thì Hà Anh có thể đưa ra là xem là Hà Anh chấm cho bức ảnh nào. Đây bạn sẽ xem lại một lượt này. Đói quá à này, wow. Chúng ta sẽ xem lại nhá. Đấy, rất nhiều.
đói là phải ăn cơm như này. Đói quá. Anh chắc là anh không chọn được quá. Hình này cần. Đây đây, quay lại. Vâng, Hà Anh đang nói là quay lại. Cô Hà Anh ơi, cháu đói thiệt, cô tặng quà cho đây cháu đi. Đúng là mặt đói thật không nào? Có vẻ như là vé này rất là đói. Bạn chọn tấm nào? Rất khó đúng không? Thôi anh tặng cho cô bé này. Đây, bạn chọn và tặng quà cho cô bé này đúng không? Dạ. Nào, chúng ta sẽ chúc mừng cho khán giả là chủ nhân của Facebook có tên là gì đây ạ? Tên là Thái Mèo Yêu Olympia. Cô bé này lại vâng. Còn có cái tóc giống Hà Anh nữa. Wow, à hóa ra là bây giờ tôi để ý là Hà Anh chọn tặng quà cho tấm hình này là bởi vì cô bé này đã để một kiểu tóc giống như Hà Anh đúng không? Không, cô bé rất là dễ thương. Vâng, mà tên của Facebook này lại là Thái Hòa Yêu Olympia. À thế à, vâng, chứng tỏ đây là một fan hâm mộ của các chương trình trò chơi trên truyền hình. Tôi nghĩ là như thế. Thái Hòa thế ạ. À, Thái Mèo Yêu Olympia. Trong cuộc sống thì tôi nghĩ rằng là có những lúc mà khán giả cũng trong chương trình này thì khán giả nhiều khi là đưa ra rất nhiều những cái ý tưởng rất là sáng tạo trong cái cách chụp ảnh, và tôi nghĩ rằng là đó cũng chính là những cái điều hấp dẫn trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Có bao giờ bạn tự chụp mình với một cái màn hình tivi như vừa rồi không ạ? Nếu khi ai đó đưa cho bạn chưa, rất chưa là khó đúng không? Và bạn đánh giá thế nào về cái phương diện, ví dụ như bạn là một người mẫu nhưng mà bạn nhìn những tấm hình vừa rồi, bạn có cái cảm giác như thế nào, có liên quan đến nghề của mình không? Hành nghĩ là các bạn rất là sáng tạo, nhìn nhiều hình rồi các bạn trẻ ngồi như là nhìn rất là dễ thương và sáng tạo, chắc chắn là anh sẽ phải học nhiều từ khán giả rồi. Vâng. Nào bây giờ thì chúng ta trở lại với câu hỏi thứ 5 dành cho Hà Anh vừa rồi để xem Hà Anh có ra về với có quà hay không. Nào bây giờ sẽ là đáp án của câu hỏi thứ 5, xin mời các bạn. Vâng, tỷ lệ tương tác của chúng tôi, chứ tôi lại xin lỗi, tôi lại nói là tỷ lệ tương tác nào, để xem nào. Có 55% chọn đáp án 1, 45% chọn đáp án 2. À, anh Minh biết không, mọi người á, thì thượng Thái có một cái nickname, tên gọi mọi các fan gọi mình là công chúa. Và bạn chọn đáp án là? Nhưng mà Hà Anh vừa mới tâm sự với anh ấy là Hà Anh thích hoa, vẽ hoa, cho nên là nếu như Hà Anh là chàng trai thì sẽ vẽ lên tường các bông hoa. Wow, đó là đáp án 2. Bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với đáp án của chúng tôi, xin mời. Bây giờ mới là cái đập tay quan trọng nhất này. Chúc mừng Hà Anh đã giành chiến thắng trong Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay. Với tất cả 5 câu trả lời đúng, bạn đã có một cái phần thưởng trị giá tới 2 triệu đồng mang về sau khi chúng ta chia tay với Bữa Trưa Vui Vẻ của ngày hôm nay đúng không ạ? Một, tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay trong Bữa Trưa Vui Vẻ với cái chủ đề Hà Anh với sự lạc quan yêu đời, tôi nghĩ rằng là đã một phần nào đó mang đến cho khán giả những hiểu biết thêm rằng sau việc bếp núc của Hà Anh, đằng trước chỉ là một cô gái chân dài với rất nhiều những màn trình diễn thời trang ấn tượng. Nhưng ở bên cạnh đó thì cũng biết rằng Hà Anh cũng là một cô gái cũng rất là yếu đuối này, cũng là một cô học sinh cũng đã từng bị bắt nạt này và phải vượt qua tất cả những khó khăn đó. Tôi nghĩ rằng ở bất kể lúc nào cũng vậy, lạc quan thì luôn luôn mang lại cho chúng ta những cái động lực để chúng ta vượt qua tất cả mọi khó khăn. Bên cạnh đó nó cũng nuôi dưỡng rất nhiều những ước mơ và những niềm đam mê, mà cụ thể hơn là Hà Anh đang ngồi cạnh tôi là người cũng rất là lạc quan và bạn đang có được những bước đi rất là vững chãi trong cuộc sống của mình. Chúc cho bạn sẽ luôn luôn thành công và thành công hơn nữa trong con đường và sự nghiệp mà bạn đã lựa chọn. Và đương nhiên rồi, giống như miếng sushi mà bạn bữa nay đã ăn hơi đậm đà một chút, sẽ có một tình yêu hết sức là mặn nồng nữa. Cảm ơn bạn đã tham gia vào Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải chia tay với khán giả truyền hình ở đây rồi. Và trước khi chia tay thì chúng tôi sẽ mời các bạn cùng theo dõi một video clip rất thú vị và ấn tượng. Và đương nhiên rồi, sẽ là vài giây để cho Hà Anh có thể tạm biệt khán giả truyền hình và những người hâm mộ mình như nhở. Và xin mời bạn hãy gửi lời chào đến khán giả truyền hình nào. Vâng, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở 12 giờ trưa mai trong một chương trình tiếp theo của chúng tôi. Xin chào, chúc các bạn có một bữa trưa hết sức là ngon miệng và hấp dẫn.